cái trang nó đang bị khô đọt ha, nó đang ra đọt, ra rất là chậm nè. Số đọt bị cháy nè, lá bị mất màu xanh ha, mầm mình nó bị chai hết rồi, này ra nó gây ra rưỡng không à, không có dinh dưỡng nè. Đây. Nó quéo lại ha, không đủ dinh dưỡng ha. Này là cái dòng kích rễ, hữu cơ kích rễ. Rồi, ok. Rồi, dòng này là bổ sung dinh dưỡng. Đây, 10 lít 10cc, dòng amino mắc dưỡng rễ, bổ sung dinh dưỡng. Này cái dòng này là bằng hữu cơ cho nên là mình tưới nó cây nó hấp thu rất là nhanh. Xong đầu mình quậy đều lên ha. Đây. Cây nó đang bị bộc lộ trạng thiếu dinh dưỡng rất là nặng ha. Những cái mầm ra nó bị chai ha, bị cong nè. Cơ ra rất là mỏng, ra rất là thiếu sức sống nè. Đây. Đó. Và lá có hiện tượng nó bị chỉ khô lại nè. Đó. Tại vì cái tế bào non của nó ra rất là yếu, cho nên là khi mà gặp cái điều kiện nắng gắt nó sẽ làm cho cái những cái lá non mầm non ra nó sẽ bị cong và bị chạy lại ha. Đây, cong rất là nhiều, mầm ra rất là ốm mà ra ra rưỡng không à, cây này ra rưỡng không anh ơi. Cây đọt, cây ra mỏng dờn nè, thấy không, nó bị quéo lại nè. Tưới cắt gốc cho một chút này đó, tưới vòng vòng khúc đó đó. Rồi anh cứ để đi, rồi sáng mai anh tưới xả lại, khỏi cần tưới nữa. Rồi qua cây khác, nước mình tưới nước mình lấy đồ ẩm cái đi anh. Thì nó đỡ cái lượng thuốc của mình á, thì cỏ này mai mốt cũng phát lên cho nó bớt lên. Có thông độc vô độc lúa mình đang làm cũng phát cho nó cục lại chứ không phải là mình để mình phát cho nó chốc, cho nó cục lại thôi. Để nó cao quá cũng không nên. Đây, tưới nước mình tưới xả trước ha. Lá ra mà lá non có hiện tượng nó bị đốm. À. Cây này còn yếu ha, mình bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây với mình tưới kích rễ cho nó thêm. Cây đọt cũng còn bị khô nè. Đó, những cái chi tàn nó ra nó khô, nó chưa nhú mầm được. Một số lá nó ra nhưng mà có những cái vết đốm nè. Đây tình trạng cây này đang tình trạng là bị thiếu dinh dưỡng rất là nhiều ha. Đó, bộ rễ chúng ta nó chưa có phát triển mạnh. Đây. Lá rất là nhỏ ha. Và cái lá chúng ta, lá non của hiện tượng là bị đốm nha, nó vàng nó thiếu sức sống. Và toàn bộ hông lá nó bị rũ hết. Này mình tưới xong khoảng chừng tuần lễ nữa mình trở lại mình xem. Đây, sau khi mình tưới khoảng 7 ngày nữa, cây nó sẽ chuyển sang màu xanh đậm. Và những cái lá nào mà nó bị cháy và nó bị già, nó sẽ bị rụng hết. Và nó sẽ thay toàn bộ hệ thống cái đọt mới, nó sẽ chuyển sang màu xanh đậm. Đây, như cái này nó, như cái này những cái lá mầm lá non này nó nặng quá, nó sẽ chuyển già màu xanh đậm hoặc là nó rụng đi ha, để nó nhú những cái mầm đọt khác. Rồi, hai dòng, một dòng dùng để kích rễ với dòng bổ sung dinh dưỡng, dạng dinh dưỡng để mà cây nó dễ hấp thu, trong tình trạng cây xin cây dễ hấp thu ha. Còn nếu mà cây xin này mà mình sử dụng những cái dòng dinh dưỡng bổ sung bằng những cái dòng hóa học, nó sẽ làm cho cây chúng ta nó bị sốc, bị cháy rễ và cây chúng ta nó sẽ bị khô và chết luôn ha. Đó, cho nên là mình phải sử dụng những cái dòng làm bằng hữu cơ, những cái dòng amino này luôn ha. Cây này mua cây xương cá rồi nè, này nữa bấm đọt sớm cho nó xây tàn lại. Này bữa hổm mình đã có tưới nấm rễ với tiếng trùng xong hết rồi ha. Tưới bệnh với hút tiếng trùng xong hết đây. Giờ mình tưới kích rễ cho đó. Đây những mầm đọt ra nó bị chai ha, nó bị khô đọt nè. Rồi những mầm đọt ra nó bị khô ha. Những cái mầm non của ta nó bị thiếu dinh dưỡng và nó không có nhú ra nổi. Và những cái mầm đọt ta nó bị cong và nó bị chai, bị tái hết ha. Lá thì nó chuyển xanh màu vàng. Nó không có sức sống ha. Những cái chỗ mà nó to to nó tích lũy dinh dưỡng nó ra nè. Cố nó cung ra nè, nó cố nó bung ra những cái mầm này nè,
còn dài dài phía trên này mình đâu có thấy nó ra đâu, đâu thấy những cái mầm non nó nhú đâu, tại vì trên đây là một phần non không à, nó đâu có lấy dinh dưỡng được, lú ra lỗ béo à, tại vì bù rễ mà nó dưới nó không có dinh dưỡng, nó không lấy dinh dưỡng được rồi, bù rễ dưới nó yếu rồi, cho nên là lấy dinh dưỡng phía dưới này nè, cái khúc dưới này nè, để mà nó cung nó ra những mầm xung quanh đây nè, những cái cây non này nè, còn ở trên đây là những cái mầm đây là nó lên không nổi là nó chai luôn nè. Lần nữa mình không có xử lý là nó sẽ khô từ trên khô xuống. Bởi vì anh thấy cái cây sầu riêng mà nó khô đọt là nó khô từ trên khô xuống không, thấy không? Nó khô từ trên khô xuống mà nó đâu có hư dưới hư lên đâu. Tại dưới lúc nào nó cũng có bộ phận dinh dưỡng trong cái thân nó tích lũy trước để nó nuôi. Nó gượng nó bung ra. Còn ở trên là nó không có dinh dưỡng là nó khô trên khô xuống á. Mầm đọt nó khô trên khô xuống. Nè. Đó, những cái mầm đọt ở trên nè. Những cái cây mà nó rằng ở phía trên đọt là nó khô hết trơn hoàn toàn nè, nhú đọt không nổi nè. Không nhú mầm nổi ha. Mở cái xe. Thì giờ mình tùy theo cái mức độ cây nặng nhẹ ha, nếu mà cây nó nặng quá mình phải tưới 2 lần cách nhau 7 ngày. Còn nếu mà cây mình nó đủ tàn đủ chi á, à, nó hấp thu được lượng thuốc nhanh đó, thì mình chỉ cần tưới một cử thôi. Dạ, trên song song mình có thể phun cũng được để cho nó tác động hai chiều, cây mình nó mau phục hồi hơn, rút ngắn thời gian cây phục hồi. Mày tưới xả lại anh không? Ừ. Sáng mai ra tưới xả nó nè. Bị khô đọt ha. Mầm ra tới đâu là nó quéo luôn tới đó. Ra tới đó hết dinh dưỡng rồi. Những cái cành chi nó ra nó bị khô lại ha. Đây, những cái mầm đọt nó ra nó bị khô lại hết, khô hoàn toàn hết. Nhưng mà phía dưới nó đâm những cái trồ non nè. Đây, như đã nói thì cái dinh dưỡng nó sẽ ở gần dưới gốc thì dinh dưỡng rất là nhiều, tích lũy rất là nhiều. Cho nên là khi mà cây mà nó bị suy á, thì những cái mầm non khu vực này nó ra rất là nhiều là do dinh dưỡng nó tích lũy phía trong từ trước nó cung ra ha, cung cấp về phía những cái nhánh mà gần ở trong cái gốc cái thân. Cầu trên đây nó không dinh dưỡng, lý do nó không tích lũy được là những cái nhánh này nè, tàn là những cái mầm non không à, chồi non không à, những cái bào non, cho nên là nó không có thể tích lũy dinh dưỡng được. Cho nên là khi mà cây mình nó bộ rễ nó yếu, nó suy á, bị cháy rễ á, thì thường là nó sẽ bị khô từ cái bộ phận trên đọt nó khô dài xuống nó. Cây này rễ còn yếu lắm. Không có thấy rễ luôn nè. Rễ này nó bị đen hết này, bị cháy đậu hết rồi nè. Những cái mầm rễ nó đen hết rồi nè. Cây này chưa có bung rễ nổi. Khô đọt ha. Cây này mình không kích rễ là nó khô từ từ khô dài xuống á. Hết dinh dưỡng là tự động khô trên khô dài xuống á. Những cây lá non nó ra nè, chưa kịp già nữa thì vàng hết đây, vàng thật hết đây. Đây, cây tàn nó ra nó tái, cây này nó không có sức sống, xi quá nặng, mầm non ra nó quéo hết đây ha. Này mình tưới khoảng chừng tuần lễ nữa mấy cái lá mà nó bị cháy hoặc nó vàng nặng á anh Phong, rồi nó sẽ tự nó rụng hết, như mấy lá này nó rụng hết nè, mấy cái lá vàng vàng nè rụng hết nè, mấy lá vàng nè sẽ rụng hết sau khoảng 7 ngày sau khi tưới lần những cái lá vàng, và những cái lá mà nó già nó bị cháy nó sẽ rụng hết. Đây, những cái lá yếu nè sẽ rụng hết nè, và những cái lá mà nó còn nguyên, nó còn xanh màu xanh được á thì nó sẽ đậm lên, rồi bắt đầu nó sẽ nhú những cái mầm, sau đó 7 ngày nữa ha, nhú cái mầm mới và nó sẽ bung ra hoàn toàn sau 1 tháng hết dinh dưỡng. Từ khúc này lên là cái nó trắng tái chân nè, nhìn là biết ha, không có được màu vàng, còn cái khoảng dưới đây nè nó còn dinh dưỡng tích lũy, cho nên là cái màu nó tương đối nó vàng nó sáng nè. Còn khúc trên này là cái vàng, cái màu nó tái chân nè, không thấy không, cái thân cây đó nè, cái thân nè là khúc gặn trên đọt rồi, cái màu nó tái chân à, tức là nó không còn dinh dưỡng nó tích lũy dưới này nữa, cho nên là những cái bộ phận ra nè, những cái
cây chi nó nhú ra nó khô hết nè, chỗ này nó tái hết nè. Còn cái này nó còn vàng được nè, nó còn cái mặt nó còn màu nè. Đó, cho nên là nó nuôi được. Bởi nó nhú ra đọt nhưng mà sau này nó hết dinh dưỡng là nó khô luôn. Này mình tưới không có nhiều thuốc hết trơn á. Nhưng mà chịu khó làm từ cây. Này cũng vậy nè, ra nó cũng quéo nè. Giống hệt luôn. Phun mít thì nó không có dinh dưỡng. Với lại phun mít thường thường cái nó chỉ kích rễ thôi, nhưng mà mình kích rễ mình không bổ sung dinh dưỡng cho nó, sao nó rễ nó đun được. Mình phải bổ sung dinh dưỡng, những cái dòng dinh dưỡng hữu cơ này kia đó. Mình vừa kích rễ mình vừa bổ sung cho nó, đừng cho cái rễ mình nó bung ra cho nó nhanh. Không xử lý vài bữa là nắng nó táp là nó khô từ trên khô xuống, khô dài xuống. Khô gan ha. Lú gan quéo ha. Tứ vài bữa là cái lá này nó rụng luôn nè. Tứ vài bữa là mấy cái lá vàng nó rụng á. Nó rụng nó giảm tải năng lượng để cho cây mình nó tập trung nó vú mầm lên. Tối ngày là không có ở nhà, giờ cũng không. Đây, cái dòng amino mắt ha. Dòng này mình dùng để dưỡng rễ ha, và bổ sung dinh dưỡng rễ bằng cách chúng ta tưới ha. Tưới lực cây nó sẽ hấp thu nhanh nhất. Nhổ cỏ là đi nhổ xong rồi chiều là lụm vô bọc, vô bao gì đó là đem dục cái xong hết. Cây này cũng cái mầm nó ra nó khô khô lâu rồi nè. Này khô lâu rồi nè. Cháy ha. Này cái lá non nó ra mà nó không có dinh dưỡng nó nuôi rồi, tới đó nó đứng sòng nắng táp mình cháy luôn. Ừ. Vàng hết nè. Thì mình tưới xong là khoảng chừng tuần lễ xong là mấy cái lá này nó rụng hết rồi. Mấy lá cháy nè nó rụng hết nè. Mấy lá non cháy nó rụng hết nè. Khô ha. Lên rụng tại nó có lăn, hàm lượng lăn dễ tiêu đó. Liệu của thằng Pháp này nó ngộ lắm. Nó hổm nó đưa tôi một cái bịch gì đó. Đi có cái đi coi phải không? Ừ. Chịch rồi mà nó đỡ đỡ chạy thời gian cái sao nó cũng dài dài nữa. Hết dữ. Mấy cái cây nặng quá mình phải tới ít nhất phải 2 lần. Để cho cây của mình nó cứ hết dinh dưỡng đầu cây là nó cái tế bào mới nó ra được, cái đầu cây mình đẩy vô nữa. Mình đẩy vô nữa đừng cho nó có dinh dưỡng, cho liên tục nó bung ra. Khi mà cái lá mà nó cái đọt mới nó bung ra hoàn chỉnh hết á, nó xanh đậm lại á. Lúc đó mình mới rẽ phân thôi, mình tưới phân này kia mới được. Lúc đó cây mình nó sung lại rồi. Phục hồi rồi. Bữa hổm nó kêu cái cây vàng vàng nó chừng nào có tưới phân dơi đồ trộn trộn thì... Mấy cái cây này nè, không bao giờ tưới một lần mà nó lên. Tại vì tưới một lần nữa thời gian cái cây nó lấy dinh dưỡng chừng 7-8 ngày là nó hết rồi. Mà nó hết cái mầm lá nó mới nhú ra được tới đây là nó hết dinh dưỡng, là mình bỏ cử là đầu là nó quéo lên nữa. Cho nên là lúc đó là mình phải đi tiếp một cử nữa để cho nó bung luôn cái lá ra, cái cây ra luôn. Rồi lúc đầu mình khi mà cây nó phục hồi lên nó xè ra hết đầu cái anh. Thử nghiệm mà không bán thì sao mà mua đi ấy được. Anh tứ này khoảng chừng anh đi nha. Anh tứ này khoảng chừng tuần lễ nữa nè. Những cái lá này nó rụng nè, mấy cái lá này nó rụng nè. Nó rụng hết, mấy lá cháy cháy vàng vàng nó rụng hết và cái lá này nó xanh đậm đen luôn. Đi nha. Tuần lễ nó trở ra mấy lá này chuyển sang đậm đen hết nè. Có mấy cây ở bên đây. Và cây nó sẽ già, nó sẽ nhú mầm mau lắm. Không có tưới thuốc không vậy? Không có tưới thuốc hả? Mấy cây này luôn ngủ hết rồi. Không có tưới thuốc thuốc sâu không? Xịt kia, đâu có tưới thuốc. Sâu quá hả? Xịt sâu với gậy đó. Thuốc sâu gậy chúng hả? Ừ. Mấy cái này thuốc sâu hả? Thuốc sâu gì nè, mấy cái này nó bị dúm lá là do bị thuốc nè. Phải không? Nè. Bị thuốc nè. Để nó chạy thuốc sâu đó coi. Thôi coi chảo sâu nè, nó bị thuốc rồi nè. Nè. Lá mình nó bị ngộ độc thuốc nè, nó co dúm đi hết rồi nè. Nè. Thì nó nặng quá. Nhiều khi thuốc nó có đều á, xịt nhầm cây ít cây nhiều. Bị thuốc cái trơn luôn, cây này dính luôn rồi nè. Nè, cây này dính luôn nè, ngủ luôn rồi nè. Xỉu rồi nè. Xỉu sụ xuống hết rồi nè. Này bị co hết trơn rồi nè, lá nó co lại nè. Xỉu mấy cây đó, mấy cây này nó khỏe, lá nó xanh đậm á thì nó có xỉu. Còn mấy cái lá nào mới lụa anh xịt là bắt đầu nó quéo rồi đó. Như mấy cái lá mà lụa là anh xịt là bắt đầu anh thấy nó cong đầu không?
nhiều khoảng chừng vài bữa nữa tưới nước này kia nó giải độc được là nó bung lại hết nha. Bình thường tại nó bị sốc thuốc tạm thời thôi. Cây cũng bị sốc thuốc nè. Ừ, sốc thuốc chứ, tại vì mấy cái cây đọt mà khi mà lá non nó còn non á, anh xịt thuốc nóng vô là nó sốc thuốc rồi nó quéo rồi nó ngủ rồi, nó xỉu á. Tưới cũng vậy nữa, xịt cũng vậy nữa. Còn lá nào mà nó già thì nó đỡ, tại lá nó già mà lá nó cứng chắc rồi nó chịu được, nó thấm được. Còn lá non nó đâu có vô được, tại tế bào nó còn non quá. Để cho lá nó già đi rồi hãy làm. Lá mà cái cây mà còn non là tác động gì nó cũng dễ bị dính chứ. Nè, như cái cây này lá nó xanh đậm nè, anh xịt thuốc nóng này kia nó không ảnh hưởng nhiều. Còn thầy này thì lá nó còn non nè, nó lụa nè, anh xịt thuốc bởi vì nóng quá là nó chịu là nó xỉu rồi, thấy không? Nó xỉu nó gục đầu xuống đó. Cái cây đọt nó ngã nghiêng luôn đó, nó đâu có được bắn thẳng đâu. Còn này cây đọt tay còn thẳng băng nè. Nó cái đó là cái cách mình nhận biết á. Vì hổm ba xịt ba hút sâu rồi có xịt mấy này nè, bởi vì cái lá bắt đầu nó hơi mà quặn quặn rồi nè mấy cái mép lá nè.